Làm gì vậy? Làm gì vậy? Hello quý anh chị và tất cả các bạn. Quay trở lại video mới của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại khu nghĩa địa ở ngoài giữa đồng cả nha. Thì như cách này 3-4 bữa trước mình có ghi hình phía trên khu nghĩa địa cách đây khoảng cỡ 3 cây số. Thì hôm đó mình tìm vong hồn cô gái mà họ nói 28 tuổi và bị thầy ông nội dụ làm chuyện ấy đó cả nhà. Rồi ông ta đã giết cô gái đó luôn. Thì hôm nay mình tranh thủ đến đây, nhưng mà mình không có ghé ngay vị trí cái tập mà mình ghi hình lúc ban đêm nữa cả nhà, ngay chỗ trò lá ngoài gần khu nghĩa địa đó. Hôm nay mình đi ra ngoài đồng, mình muốn quay trở lại trò lá, nơi này đã từng gặp vong hồn quỷ thầy ông nội các bạn. Thì như tập trước ngay chỗ trò lá lúc mình ghi hình ban đêm, cô gái đó họ cố chấp, họ nói họ muốn đi tìm quỷ thầy ông nội để trả thù. Thì mình có nói với cô ta, tôi đã hạ gục ông ấy rồi, nhưng mà ông ấy chưa có mất, chưa có chết, ông ấy bị thương à, thôi cô đừng có đi tìm nữa, cô cứ ở đây đi, rồi tôi sẽ tìm cách tôi giúp cho cô đi về chùa, rồi cái việc mà thầy ông nội tôi sẽ tiêu diệt họ, cô đừng có xuống cái trò lá ngoài đồng để làm gì. Thì lúc đó khúc cuối cô giận dữ, cô nói cô muốn đi tìm thầy ông nội để trả thù các bạn, mà mình phiên cỡ nào phiên cô vẫn không nghe. Lúc đó là mình có hỏi cô gái tại sao cô lớn tuổi rồi mà để cho thầy ông nội lụm được, hay quá vậy. Thì cô ta có nói thầy ông nội rất là bảnh già, giàu có, ông ta đi bằng xe hơi, rồi ông ta rủ cô ấy đi ăn uống, rồi lụm luôn cô ấy. Nhưng mà chắc có thể là đôi bên giằng co về cái việc gì đó, rồi ông ta đã xuống tay hạ gục cô gái bằng hai cây mũi chĩa các bạn. Thì hôm nay mình đến đây giờ này cũng chiều rồi, nhưng mà chưa có tối. Mình muốn tìm thầy ông nội xem thử hôm nay ông ta có còn ở vị trí này hay không, hay là ông ta đã bị trọng thương và ông ta đã chết rồi không chừng. Thì cái này mình đoán thôi, tại vì những lần trước mình đến đây mình tiêu diệt ông ta mà tiêu diệt lén đó cả nhà, tiêu diệt bị hụt, rồi ông ta biến về phía sau trò lá bỏ quan, ông ta nói mày nhớ mặt tao nha. Thì mình có nói nhớ cái gì, đã ông làm những cái việc người đời không cho phép thì hôm nay tôi sẽ hủy diệt ông chứ. Rồi ông ta đi một hơi vào cái lùm phía bên kia mất tiêu. Thì tí nữa mình sẽ di chuyển vào trò lá bỏ quan để tìm ông ấy. Thì quý anh chị và các bạn nhớ cho mình xin mỗi người một like nha. Cả nhà ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình. Thì bây giờ mình mời cả nhà cùng đồng hành với mình ha.
cho lá ở phía trong đó cả nhà. Nó cũng gần cái vị trí nãy giờ mình ngồi trò chuyện với cả nhà khoảng cỡ 50 mét. Bữa nay không có mưa, thành ra mình đi rất là thuận tiện. Ở dưới đây không biết có cua hay không mà nó sôi bọt lên quá trời các bạn. Không biết ông ấy hôm nay có đây không mà mình đến đây cảm thấy lặng trang các bạn. Và mình thấy ở phía bên đây có một nhánh cây, chắc có thể là trời giông gió rồi tét thổi bay qua bên cái chòi lá luôn các bạn. Hôm nay tôi đến chòi lá bỏ hoang ở ngoài giữa đồng á. Nếu mà hôm nay có vong hồn của thầy ông nội ở đây thì ông hãy xuất hiện đi ha. À, để cây đây làm chi vậy trời. Là gió không biết. À, bên đó tôi thấy có một bóng trắng trắng. Nếu mà phải thầy ông nội thì hôm nay ông ra đi, tôi sẽ phiên ông về cái việc mà ngày xưa ông đã tạo ra những cái nghiệp quá lớn rồi ông buông bỏ ha, có phải ông không? Không biết phải không ta. Đó, trên cam là mình thấy có một bóng đứng bên đó các bạn. Cho hỏi ai đứng bên đó vậy? Vong hồn nào vậy? Hả? Cái gì? Ai vậy? Cho hỏi vong hồn mình đến đây hồi nào vậy? Vong hồn này là từ nơi nào đến? Đến kiếm thầy ông nội hả? Trời ơi, thầy ông nội hôm nay có đây không Hân Linh? Rồi Hân Linh đến đây tìm thầy ông nội có chi không? Trả thù hả? Thôi bây giờ tôi mời Hân Linh vào trong cái chòi lá bỏ quen này, có thể mình giao tiếp chút xíu ha.
Vô đây nè ông Linh. Tôi là người đi giúp Vong. Vô đây nè. Ừ. Linh cứ đứng đó đi. Cô đến đây cô tìm thầy ông nội hả? Cô có thể ngồi ở trong mát đi. Tôi là người đi giúp Vong. Hôm nay tôi đến đây tìm thầy ông nội nè. Rồi Vong Linh đến đây cũng tìm thầy ông nội hả? Dạ. Tìm được mấy ngày rồi? 2-3 ngày rồi hả? Tìm ổng có chi không? Nhưng mà ổng trả lời với anh chị. Trả thù hả? Ổng làm gì Vong Linh mà Vong Linh trả thù? Vong Linh được nhiêu tuổi rồi? Cho thăm ha. 16 tuổi hả? Mất được nhiêu năm rồi? 4 năm hả? Rồi cái lúc mà mình mất bị ông ta làm gì mà đến đây tìm ông ta để trả thù? Ông cưỡng hiếp hả? À, trước khi ông cưỡng hiếp là ông làm như thế nào mới cưỡng hiếp được cô? Đó, cô cứ nói đi nè. Cái mic ở đây nè. Cô cứ nói. Cô bị cái gì? Cưỡng hiếp mà nguyên nhân sao mà cưỡng hiếp? Vô là vô sao? Ôi, ông đó ông chào lắm. Ông đi xe hơi đó. Mà cái ông dụ tôi. Ông đó ông chào lắm. Ông hả? Ông ngủ đi ăn uống rồi đó ông. Đưa vô khách sạn. Vậy hả? À cái ông lụm tôi. Đưa khách sạn lụm phải rồi, tại Hưng Linh lên xe ổng gì? Ổng ngủ đi ăn gì? Ổng dắt cho ăn hào nè, ăn kem. Ăn hào nữa hả? Ăn hào hay là con gì, con hào mà con tròn tròn vậy hả? Đúng rồi. Con dưới biển phải không? Dạ. Rồi dắt cô đi ăn xong rồi dắt cô đi vô khách sạn luôn hả? Dạ. Nói chung là vô khách sạn ổng làm đặt cái vụ ổng thích cô thì ổng làm xong rồi ổng sẽ thả cô chứ làm sao mà ổng giết cô. Trời ơi. Ổng lụm ta 4-5 lần luôn. Một lần ngủ là ổng là 1-2 triệu vậy đó. Còn sao nữa? Cô có thể chia sẻ hết không? Ổng nói là vậy nè, ổng mới nói với người nhà nha. Và tới giờ cái có thai đó, người nhà ổng mới giết tôi. Vậy hả? Như vậy là cô có thai. Tại sao cô không có cho ông ta biết? Cô có cho ông ta biết chưa? Ổng biết rồi. Lúc đó có thai được mấy tháng rồi? Có thai được có 4 tháng à. 4 tháng hả? Rồi lầm mới có 4-5 lần mà có thai 4 tháng luôn hả cô? Tại sao cô biết cô có thai? Tại vì tôi thấy cô nói cô còn bé quá mẹ. Trời ơi, biết sao không? Tại tôi ngủ ổng xong đi về tối quá trời luôn.
sao cô biết cô có bầu? Lúc đó cho cô biết rồi, tôi mới qua tôi hỏi mấy bạn đó. Có mấy bạn mới nói là hỏi giờ coi chừng có bầu quá, đồ chua lắm đó. Bây giờ tôi nói gia đình tôi, mẹ bình tôi thưa kiện ổng á, ổng của tôi ăn uống, ổng lụm tôi xong rồi ổng giết tôi luôn. Trời ơi, có bầu 5 tháng rồi mà ổng còn rủ Hương Linh đi ăn uống rồi lụm tiếp nữa hả? Ghê hả? Như vậy là lúc đó Hương Linh có bầu an toàn là đồ chua không hả? Dạ. Đồ chua vậy là có bầu con trai rồi. Rồi bị ổng giết bằng cái cách gì? Rồi lấy hai cây mũi chĩa đâm vô nữa hả? Chị ghê hả? Trời ơi, như vậy là cô nói cô bị ông ta lụm bằng hai cây mũi chĩa hả cô? Dạ. Rồi cô có biết ông ta lụm nhiều cô gái không? Mà bữa hổm tôi gặp vong linh ở bên kia cũng nói là hoàn cảnh giống như cô vậy. Vậy hả? Ông dẫn cô đi ăn rồi ông nói làm sao? Thật không cô? Nghe cô nói nổ cục quá vậy cô? Thiệt mà. Phải không? Trời ơi, rồi hôm nay cô đến đây cô tìm thầy ông nội để làm gì? Trả thù hả? À? Sao cô biết thầy ông nội ở vị trí này mà cô đến cô trả thù? Tôi nghe mấy dòng kia nói ở chỗ này nè, chỉ chỗ này luôn, tôi mới qua tôi kiếm. Rồi cô đến đây mấy ngày rồi? 3-4 ngày rồi. 3-4 ngày cô ở đây hả? Dạ, không thấy ổng ra luôn. Vậy cô không thấy cô đi về đi, cô ở đây làm chi? Phải kiếm ổng cho được. Kiếm ổng cho được hả? Rồi nếu mà bây giờ gặp ổng rồi cô trả thù bằng cách nào? Đâu? Hai cây mũi chĩa của cô đâu? Hỏi làm gì? Hỏi cho biết. Còn vong kia là họ đã lấy hai cây mũi chĩa nữa, họ đi tìm ông thầy ông nội nữa kìa. Tại sao cô không tìm vong hồn cô gái kia, hay vong mình kết hợp lại để tiêu diệt thầy ông nội? Mình đến đây có một mình sao làm lại ổng? Ổng phép thuật cao cường dữ lắm á, bữa hổm tôi trưởng ổng mà ổng né được á, cuối cùng ổng ẩn mất tiêu rồi. Không lẽ ổng chết rồi ta? Ổng mạnh lắm vậy. Ừ, ổng mạnh lắm. Ổng chết rồi cô ơi, cô đi về đi thôi. Ổng ấy thì bây giờ tôi lấy cơm nước ra, tôi mời cô ăn rồi tôi giúp cho cô đi về chùa nghe kinh Phật đi, để sớm ngày được chuyển kiếp. Chứ cô đến đây cũng 2-3 ngày đâu có gặp ổng đâu, phải không? Trời, đâu, nói chung là ổng không còn ở đây mà làm sao mà gặp. Gì vậy? Gì tụi mình đây vậy ta? Cá. Cá đâu? Ủa, bên đây các bạn. Cái con rắn hay con gì mà nó trời ơi, nhỏ nào vậy? Nằm ở đây vậy trời. Em ơi, bạn nha. Con gà. Con em ai ở đây vậy? Con gà. Đó, tôi nói rồi, đến đây là phải 2-3 vong mới trả thù được không? Cô lại đây cô làm gì?
lại ổng. Buông ra ông thầy ông nội. Ông làm gì vậy, tào lao quá à. Em cũng đang thử rồi. Ông làm gì kỳ vậy thầy ông nội? Trời ơi, thôi thôi, tào lao quá, để đi, mình đi lấy ít cơm mời hai bông linh này ăn uống xong rồi giúp cho đi về chùa cho rồi cả nhà. Cái gì đó thầy ông nội, còn cô gái đâu? Mày đã được phá nữa mày. Còn cô gái đâu rồi? Nó chạy mất tiêu rồi. Chạy đâu? Chạy bên rừng đó đó. Ông phải đem cô gái ra liền. Ê, tao không có bắt gì đâu đem mày. Tội ông quá nặng rồi. Bây giờ đó ngon thiệt. Mất rồi còn ngon nữa hả? Ướt rồi đó, ngon hết tiếc luôn. Hồi đó ông làm cách nào mà ông lụm được cô gái 16 tuổi đó, quá hay vậy? Gì? 4 năm về trước á, ông làm cách nào? Vậy nhớ này là cô gái 16 tuổi vậy hả? Ừ. Trời ơi, vậy thấy tướng nó ngon là đúng rồi. Còn cô gái 28 tuổi nữa. Ờ, mấy nhỏ này tao dụ cái một tao thầy ông nội mà. Biết rằng là thầy ông nội rồi, nhưng mà ông có cái tiệt chiêu gì mà hay quá vậy? Tao có cái này nè, mày có không? Tao có tiền á. Phải không? Đâu ông lấy cho tôi coi coi, còn không? Trời, tao chết rồi, tao có đem theo đồng bạc nào á. À, bởi vậy lúc còn sống không có làm phước làm thiện mà làm tầm bậy tầm bạ, bởi vậy người đời người ta đặt thầy ông nội là đúng rồi. Mày ăn cho mày sung mày sướng, mày làm phước làm thiện mày được cái đất que gì. Nói nghe nè, ông kêu cô gái ra luôn đi. Chứ chạy rồi. Chạy đâu? Chạy bên đó đó, mày qua mày kiếm nó đi. Ở nhà tao tôi ép cây tao xây nhà cho mày phá tán vô kia. Vậy là cái cây đó hồi nãy ông xây nhà hả? Tao chuẩn cho nó rớt tao làm để tao xây nhà đó. À, tính ra ông cũng có tài năng rất là giỏi ha. Rồi hôm gài ông ở đây được mấy cô gái tìm mày? Bữa thấy nhỏ kia cầm hai mũi chĩa sợ thấy bà luôn. Lại cắm đầu cũng cổ luôn. Vậy hả? Nó chưa biết nhà tao đây. Như vậy là hôm gầy là có một cô gái cầm hai cây mũi chĩa đến đây tìm ông hả? À? Phải cô gái 28 tuổi không? Cây mũi chĩa với cây bụt cào. Ừ. Rồi cổ đâu rồi? Tao đâu biết.
lại rồi lấp đi chết rồi. Bỏ nhà anh Dũng trốn luôn. Sao không hốt cổ luôn? Ờ, nó cầm bữa chĩa nó vô âm tao sao? Còn cô gái này hồi nãy không có cầm bữa chĩa sao? Không. Tao thấy tướng ngon quá trời ơi, nãy đè nó mừng chết rồi. Hồi đó ông làm gì cổ mà cổ hận ông đến đổi mà phải đi tìm ông để trả thù vậy? Chuyện riêng tư của tao sao mày quan tâm chi vậy? Đâu ông kể thử coi có trùng khớp với cô gái đó kể không, hay là cô gái đó bị ai lụm mà đi tìm? Trời ơi, con nhỏ này nó ngu lắm mày ơi, nó nhỏ biết gì đâu. Tao dụ nó đi ăn đi uống, tao cho nó ăn kem nè, tao rủ đi ăn kem. Rồi xong á, tao rủ đi ăn hàu á, để bổ dưỡng cho tao. Ăn hàu xong cái tao hứng lên rồi chở nó vô nhà nghỉ. Tao dụ nó trông đẹp lắm, hồ bơi đồ cảnh đồ như đi biển vậy đó. Ông tào lao quá, nhà nghỉ làm sao mà có hồ bơi? Vậy là mày không biết rồi, cái đó là khách sạn á mày, năm sao đàng hoàng. Trời ơi, hồi nãy tôi nghe ông nói ông dẫn cô gái đi vô nhà nghỉ. Nhà nghỉ là chuyện bình thường, còn khách sạn là khác. Ông để tao đi nhà nghỉ nhiều, tao quen á. Con nhỏ này à, tao dụ nó vô khách sạn luôn, chở vô hồ bơi riêng đồ luôn, đã lắm. Nghe nó ham mày. Vậy hả? Cổng. Nó đi với tao, cái nó vừa vô tao phá cửa lại. Phá cửa tao đè nó lụm nó luôn. Trời ơi, nghe em cười nổ cục quá ông ơi. Hết bài luôn mà. Tao lụm nó cái. Thôi ông buông bỏ hết đi. Cái trong cái nó thấy vậy, cái lúc lần đầu của nó mà nó đau ra ấm sủng như á, cái mấy lần sau cái nó quen rồi cũng bình thường, tao cho tiền nó cũng ham nữa, nó đâu nói năng gì đâu. Sao mày thích tiện mới chơi kỳ cục, có bầu với tao mày, cái tao kêu nó phá nó chịu phá, tao nói là không nói gia đình nghe mày mà nói tao giết mày á. Ông làm họ rồi ông có cho tiền họ không? Ở đâu cho lần 1-2 triệu không á. Vậy hả? Giết nó luôn. Có không ông? Lấy một chĩa đâm chục nhát chứ. Hàng chi bây giờ cô gái nào cũng hận ông về cái việc mà tìm ông để báo thù bằng hai cây mũi chĩa. Thôi nó nghe nè. Nó nghe nè, ngày xưa ông còn sống ông gây ra nhiều cái nghiệp quá sức tưởng tượng. Nghiệp đó là nghiệp tự ông tạo đó, ông biết không? Đó, bây giờ cái tội ông bây giờ nếu mà giúp cho ông đi về chùa phải tu tâm lại khoảng cỡ 100 năm mới được chuyển kiếp. Chứ tội này đâu có chùa nào mà chứa ông đâu. Không, nói thật. Đã ông đã lớn tuổi, ông già rồi mà ông làm những cái việc quá sức. Nói chung là những cái công việc mà người đời không tưởng tượng được. Quá sức tưởng tượng, ông hiểu không? Nhỏ nãy biết tên nó không? Tao biết nè. Tên gì? Tên My á. Phải không ta? Nãy tôi có hỏi cổ rồi, cổ đâu có nói tên My. Ông nói dốc. Nó tên My á, năm nay đó nhiều đâu, năm nay à. Nó mới 20 à. À. Ủa, hồi nãy cô gái đó nói 16 tuổi mà. Thì nó chết 4 năm rồi. Tao giết rồi, tao không biết được, trời ơi. Thôi bây giờ buông bỏ hết đi. Rồi tôi giúp cho ông đi siêu thoát luôn đi ông ơi. Chuyển kiếp luôn. Ê, tao quên nữa, bữa giờ tao đi, tao không thấy mày lại đây. Mày lại đây, bữa giờ mày chết mấy tao rồi.
Lý do? Tại bữa mày bắt tao làm gì? Mày cố ý mày trưởng tao đúng không? Tại bữa tao không nhanh tay nhanh chân mà bay màu của tao thì sao? Phải không? Có bay chưa? Thôi anh ơi, bữa tao biết mày á, tao nghi ngờ mày rồi. Tao mới né qua một bên là xong đời tao rồi. Vậy hả? Thôi bây giờ đi siêu thoát đi ông ơi. Để mày kêu nhỏ con gái nó ra tao nói chuyện chứ rồi. Nãy ông làm gì người ta, nãy quá trời quá đất. Ông nói chuyện gì vậy? Nó làm gì ta đè lấy tốt. Tôm nó quánh đất tôi một cái, chạy mất tiêu luôn. Trời ơi. Đã người ta hận ông, người ta đến đây người ta báo thù. Thì cái việc đó là người ta oán hận, người ta đã, nói chung là cái cơn giận của người ta nó không có tha cho ông được. Mà vong hồn người ta đến đây ông dê tiếp nữa. Chỉ gì cô, bỏ đi cô ơi. Buông bỏ đi. Ông đã ăn hối cải rồi. Trời ơi. Nói đi trả thù họ mà rồi đem hai cây mũi chĩa theo mà không có gì hết. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Ê, thôi. Hai bông linh này không được rồi. Cô gái ơi. Trời ơi. Ngày xưa thầy ông nội này ông làm nhiều cái việc thất đức quá trời, thành ra có nhiều cô gái đi tìm ông để trả thù cả nha. Hồi nãy mình thấy cô gái đó cầm cây mũi chĩa dọ hay là đâm ông thật hay gì rồi. Ổng trốn mất tiêu rồi, cô gái đó bây giờ chắc theo mình đoán chắc cũng đi kiếm ổng luôn các bạn. Giờ ổng mất tiêu luôn, cô gái đó cũng ẩn luôn các bạn.